Võ Đang anh em nhé, Võ Đang server nhất kiếm đang được bán với giá đó là 70m. Giá bán của chủ ác là 70m anh em nhé, cùng xem là cái ác 70m này có cái gì nào. Đầu trên người trước đi. Võ Đang mà hơn 1 triệu máu đây anh em này. 1.061k. Võ Đang 1 triệu máu là kinh ấy, kinh khủng ấy. Bá Vương Lệnh này full kép và 3 dòng cơ bản. 3 dòng công cơ bản 5% này, là 15% ấy. Full kép rồi. Áo thì có 3 cái. 70m tức là kèm tất cả trùng với tất cả ắc luôn anh em nhé, tất cả ắc cả trùng tất tần tật luôn. Long Văn này, Long Văn 80 này, full kép này. Một cái băng phách số đẹp đấy, 1999. Tản công 6 giây này là nhiều nhất rồi anh em. Cũng đang combo thì khá là đẹp. Đây là một cái liên này, đây là trùng lâu liên anh em nhá. Anh em phải phân biệt rõ là liên với lại phản nó cách nhau xa lắm đấy. Cái liên này nó đắt hơn rất nhiều so với phản đấy. Một cái áo này 11021 mắc điểm tinh thông 70. Đế khuyết này, huyền bỏ qua huyền khá là ngon, full kép này. Mão này, kiên này. Với cái set này ấy, anh em có thể để ý mà xem mấy cái set này, tất cả của cậu ấy là đều hàng gọi là hàng tuyển chọn và hàng mắc điểm hết rồi. Anh em để ý này, đây 96, 97 này, 9100 này, cái này coi như là mắc rồi. Và tất cả nó đều có trí anh em nhá, kể cả như cái trùng lâu đới này này, trí rất nhiều cả khí nữa. Đây là anh em mà đây là cậu chưa build ngọc trí mà khí đã 300k này này. Anh em tưởng tượng là nếu mà build ngọc trí và chân nguyên trí nữa thì nó sẽ như thế nào. Đấy, hơi bị bro đấy. Đặc biệt nữa là đeo trùng này anh em, như bốn cái trùng này đều có khí và trí. Bộ này anh em chơi Võ Đang trí là tuyệt vời đấy. Bởi vì sao mình cứ hay nói đến Võ Đang trí, tại vì anh em để ý này, để ý ở cái ví dụ như là đây trùng lâu giới này, nó đều có khí và trí này. Nếu anh em không chơi cái dòng đấy ấy, tức là không chơi Võ Đang khí ấy, thì nó phí cả đi. Tức là khí này, khí thì không tăng được nội thủ, nhưng mà trí thì tăng được nội thủ, thì anh em chỉ lấy được mỗi cái nội thủ thôi, tức là tác dụng vào người mỗi cái nội thủ thôi. Vậy thì còn gì tốt hơn nữa là Võ Đang nó có cái trưởng trừ vào trí này, anh em chơi luôn cái trưởng đấy thì đỡ phí đi bao nhiêu mana liền. Thứ hai nữa là cái tinh thông này này, tinh thông là nó tăng tất cả thuộc tính, tăng tất cả thuộc tính. Nhiều anh em hỏi ấy, thì nó cộng ở đâu, nó cộng ở đây này, đây này, nó cộng vào 4-5 cái cặp này này, thì nó cộng cả luôn trí luôn, chứ không phải nó cộng dưới này nhá, cộng trên này. Thế nên là anh em tận dụng được rất nhiều cái trí, mới hơn nữa là cái ô này này, trí nó cũng rất là nhiều. Những phái khác ấy, không phải Võ Đang ấy, thì trí nói chung lên nhiều chả gì cả, dùng chả hết. Mới hai nữa là anh em chủ yếu là lấy nội thủ ấy thôi, nhưng Võ Đang vừa tận dụng cả hai là quá ok, nên là mình mới đề cao cái Võ Đang trí là như vậy. Tại vì cái tinh thông ở tình kiếm này nó khác so với BNG, nó tăng tất cả tính đó. Bây giờ còn đến đồ ở trong kho này, nhìn sơ qua là chủ áp gọi là rất là ngăn nắp rồi đấy. Mão ra mão, chân ra chân, tay ra tay. Đây một cái set này nhìn là bao phê rồi, 171. Ok anh em, đây 171 này. Cái này cũng có ngọc sẵn này, ngọc băng. Soi qua sơ đây đã, đến chân nguyên sau là mới hồi hộp anh em nhé. Bây giờ soi luôn chân nguyên thì nó không hồi hộp. Và ở đây có một huyền nữa này, bốn thuộc tính này. Đây ngọc trí đây rồi. Trí ở server này anh em có thể thấy là nó thoải mái, tại vì cái lần vòng quay ấy, trí ở server rất nhiều, nên là nguồn nguyên liệu trí nó rất là rẻ. Tức trí lực 7 nó rất là rẻ thôi. Như anh em xem livestream hôm qua, mình mua 2 viên ở Tô Châu có 10k vàng viên thôi. Nên anh em lựa chọn Võ Đang trí là rẻ và tiết kiệm mà hiệu quả đấy nhá. Còn những cái set kháng thì đang build ở đây. Đó,
Bot này, dòng bot này. Đây, cái này là 97, 98 này cũng mắc điểm này. 99 này, 99 mắc này. 98, 99 này. Cái này ngoại này. Cái này mắc điểm này. Toàn hàng tuyển chọn nó chất lượng ấy. Đây kia là cái set mà anh em có thể, nếu mà không thích cái set này, thủ này, là set trí này, anh em có thể thay cái set bot nội vào. Nhìn nó sẽ chất hơn đây này, toàn hàng 101, 102 này. Ở đây có một cái nữa là ngoại thủ né này, cũng rất là ngon. Sẵn điêu văn, sẵn ngọc. À, một cái sáp, sáp này 3 sao anh em nhé. Sáp 3 sao rồi đấy. Đồ bốc phết này, một cái long văn 80 này, rồi ở đây có những cái lắc gì đây, đây có lắc kháng phong huyệt này, kháng tản công này, đó đây kháng định thân này, kháng ma tí này, kháng thất minh này, tức là nhai hết bốn loại lắc này vào anh em đi map là ok, chỉ có dính trùng thì mới dừng lại thôi. Mấy cái lát này là ok hết rồi. Ma tí tản công cái bang này, cái này phong huyệt thiên sơn này, cái này là định thân nga mi này, thất minh của thiên long này, là chú ác là dân chơi đấy. Mỗi lần để lấy cái này anh em, ngoài cái việc để cày dược lên ấy, anh em còn phải mất khoảng 200k nữa, và cái công đi ác tặc ác bá, ác bá nữa thì mùa tốn phết đấy. Thần khí ở đây là có những cái này, huyền này, huyền này. Ok, băng ở qua băng. Cái nhập diệt này thì nó không giảm tốc, nên anh em nó chỉ có hút khí hút máu vào như là phá chán gì đấy. Này cái băng phách. Rồi bây giờ soi thuộc tính này, huyền ác này bằng nhiêu đây. Huyền công đang 21k. Trần Nguyên xem nào. Trần Nguyên đã có một viên cam ở đây. Cam ở trùng lâu liên này. Một viên cam huyền ở đây. Hai viên cam. Ok. Cái mà anh em quan tâm nữa là cái gì nhỉ? Thần mộc. Đây rồi. Thần mập ác này cũng gặp thuộc dạng đỉnh cao đấy, tầm cỡ đấy. Chí này cũng build là để được chơi võ đăng chí đấy, tức là cũng build đến mức nó là tổng là 551 rồi này. Chỗ này còn 4k1 này. Thần mập ác này đỉnh đấy, thua mỗi mấy mấy ác siêu boss thôi. Thần mập ác này tương đối là cao rồi. Nghệ ở đây nào, cái này 99 cấp 4, cái giờ cấp 9 chế dược. Ok, chỗ này bí tịch này, địch của này 99 rồi, người này đang rất là sao rồi, bên 99 quyển này của huyền. Anh em nếu mà không thích quyển huyền này, anh em có thể nháy chỗ này này, nháy chỗ này thì điểm nó sẽ ra ở đây, nó sẽ hoàn lại đúng 99 cấp ra chỗ này. Và anh em về đại lý, à về chỗ vào tu ấy, vào đánh quái tu ấy, anh em đổi thì đổi quyền băng hoặc đổi quyền gì tùy, hội công hay cắt sát thương thì tùy. Rồi bây giờ đến pet này, có một con tiểu long nữ rất là đẹp ở đây. À, nhắc lại với anh em là giá ắc này là 70m anh em nhá, gồm tất cả ắc, pet, trùng. Trùng này đều có mail chính chủ nhá, anh em nào mua thì cứ an tâm. Trùng này là trùng liên này, đới này, hai trùng to và hai trùng nhỏ. Pet ở đây có một con pet bot tiểu long nữ 5k, một con này cũng rất là đẹp đây, 23k1. Một con thiên bồng, thiên bồng này như pet bot là server chỉ có hình như hai con thôi phải, nhớ không nhầm như vậy. Đây một con nhị lang 5k này. Cái này 3k6, ok, 3 con pet bot. Là toàn hàng hàng độc nhá. 3 con pet bot toàn hàng độc đấy.
Nhị Lang, Thiên Bồng và Tiểu Long Nữ thời cuối ấy. Thời cuối hết rồi. Nhìn chung với giá 70m mình nghĩ là app này là êm. Anh em nào mua thì có thể liên hệ dưới phần mô tả nhé. Dưới phần mô tả thì có link của chú bác ở đó. 70m là gồm tất anh em nha, gồm tất cái thật thật luôn, để xem app này có thương hội không. Đây đây đây, thương hội, không biết là có cái gì trong thương hội này. Rồi, thương hội chả có gì cả. Còn cái thương hội server này cũng rẻ thôi, anh em nào mua thì có cả cái thương hội đấy. Đây, thương hội đây. Đây, tất cả mail này thì anh em lưu ý mua app thì nhớ làm mail nhé. Làm mail chính chủ, mail để làm gì? Tức là ví dụ như thằng nào nó vào ăn trộm trùng của mình ấy, nó mang đi đâu ấy, đi ABC các thứ không biết ấy. Mình chỉ cần mail trong GM phát là nó lấy lại cho anh em toàn bộ nhé. Nên là cái trùng khi mua ác nhiều trùng anh em càng ngon, tại vì được bảo kê là không mất yêu được. Ác ngon nha, chú ác này đầu tư vậy, kinh điển. À đây đây, có con này lần đầu nhìn thấy đấy. Cánh cánh này đẹp phết nhỉ. Huỳnh Vân ắc của thằng Phi Phây.